Cháu xin chào bà cô chú anh chị và các bạn kênh Thu Nguyệt miền Tây nha. Thì hôm nay thì mình lại xuống dưới sàn mình làm một dịch. Mà hôm nay thì mình để là 5-6 ngày lận. Cho nên là mình nghĩ là chắc là nhiều lắm á. Hôm bữa mình cũng có đi lận nữa nhưng mà mình để có 2-3 ngày à. Nó cũng cũng được chưa. Hôm nay mình để lâu hơn nữa coi thử nó sẽ nhiều hơn hay không nha. Mọi vừa nghe ông mẹ mình mới tưới nước này. Tốt ghê không? Thì mời ông bà cô chú anh chị các bạn đi lượm một dịch với mình nha. Đây nhìn quanh đây nè. Đây vô đây. Vô. Rồi xin mời. Đóng cửa lượm thôi mấy con gà lượm dịch đó nó chạy ra. Đây. Thấy mẹ trong ổ. Cho nó đi ra cái. Đi ngoài đi. Nó không chịu ra. Đi ra đó đó. Dạ cái. Dạ. Dạ dạ này mình ấp nè. Ê có trứng trứng nước hay gì kìa. Không phải không? Để nó nước. Ê đi nè. Trời ơi thấy. Mấy gà ở trứng nó hiền khô lắm. Hiền lắm. Đụng vô đây biết hả? Đây có nhện không ta? Nhớ đây cái nhện câu cá. Nhọc. Hello em. Cho trứng gà ngay. Mình nghe nói trứng gà mà uống tốt á. Sao mẹ mình lấy mấy cái lá chuối khô á xong rồi làm tỏ nha. Công nhận mấy dịch mẹ nó đẻ nhanh ghê luôn. Mới cái mấy ngày được đóng luôn. Nó ra ngoài anh ta. Đó cho nó nhận mà. Đấy. Hôm bữa có cái chùm lá chuối này nè. Mà kiểu bị kiến á. Cái ba mình nè. Đánh ra rồi. Giờ không biết tháng 9 quá trời luôn. Cái tuần lễ. Mẹ dịch nhà, mẹ mình cho ăn thức ăn rồi kia nên là nó đẻ cái trứng bự lắm. Điên hơi đầu đứng như vậy nè. Mẹ mình lâu lâu quá dòm lại dòm nhiều á. Cái đem ra chợ bán.
Với lại kiểu muốn ăn này kia, học dịch có ở nhà nè, hỏi đi chợ cũng được. Đỡ chán. Giờ đuổi mấy con kia vô mới được, mới đi ra được. Đi. Đi em ơi. Vô đây. Lại nghe chứ đi. Được lỗ trứng. Giờ dài lên. Dài lên thôi mấy con nó đi ra. Đi ra một chữ. Em không nhồi luôn mà hết cái gì lại luôn mà. Ủa cái này dễ luôn chị. Ơi. Trời ơi. Hết giờ mà, lập tức giờ. Được thật mới quá trời chín rồi. Ủa cạn nước luôn rồi sao nữa? Được, đừng đếm bị nhiêu trứng em nhẹ. Nước đâu nữa? Nhà mình được cái ở trên kia vậy? Không biết luôn. Nhà mình được cái ăn ớt rất là nhiều cho nên là mẹ mình ương ớt này kia một đống luôn nè. Mấy cái này cớ nè. Ớt nhiều lắm luôn. Đến thử không biết chín nè. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 32. Nói chung là tầm 30 mấy trứng. 30 mấy trứng. Trời ơi, quá trời mệt luôn. Là hôm tới ngày hôm nay là 6-7 ngày gì đó. 3 mấy trứng, không bộ yên. Nữa mình để thử cả tháng nữa rồi được nhiều trứng. Chắc thúi luôn á. Đạp bấy cho. Chắc thúi luôn, nhiều quá đó. Rồi giờ hôm nay của mình nè. Bây giờ mình mới có thấy thôi. Nó ra cái gì nè, cái này ta gọi là cái gì? Hả? Nó mới ra cái nè. Không biết. Nó ra được hai cái đó, cái buồn cho dễ. Ra được hai cái buồn dừa. Trời ơi, ông dám đạp được. Được cái nhà mình trồng ớt nhiều. Thành năm đủ thứ rau luôn, không bữa mẹ mình hái này rồi. Bữa tốt lắm luôn, cái này mình ra cái son, tốt lắm luôn. Mẹ mình mới hái à. Nếu còn mình quay cho nhà xem. Rau đầy đủ luôn. Có một xíu, nhỏ xíu. Trồng ớt nhiều lắm, không thiếu gì hết. Ớt dở luôn. Nhà mình mới ương thêm cái này nè. Cái này hủ qua hả ta? Mới ương cái cây hủ qua nè. Cái này cây này không biết nữa. Gói cá nè, cây đậu rồng. Hôm bữa mình xin cái trái á. Cái trái gì à? Nó bị già cái hang ấy á. Mình đem về mình trồng nè. Ương mình mấy cái hộp á. Cái này cây chanh. Tùm lum cây hết trơn. Hôm bữa mình cứ lần nữa mình xuống đây mình hái cây đam được. Cây đam hôm nay chà bá rồi. Nhà đèn nó dứa. Nửa nó nước uống. Cây đam nó nước uống tốt á. Quá trời thành. Vừa rồi. Ý nó cũng có buồn kìa. Nó không buồn kìa. Mình thấy người ta lấy cái đó để làm uống á. Mình không biết.
Nhưng mà buồn cái này chỉ có trái dừa. Chưa. Không thấy trái cái cây dừa này của mình nó ra trái rất là bự luôn. Lớn nha, bự lắm. Đấy, ra được 2-3 nhánh luôn á. Mà nó ra nó không có đủ trái. Như người ta ra thì có chục trái, còn người ra tầm 4-5 trái à. Mà trái nó rất là bự. Xuống. Ồ, cô có ai biết cây này không? Mẹ mình dòng mà mình không biết cái gì nữa. Không biết cái này làm cái gì nữa, chắc nấu thuốc uống á. Làm thuốc á. Ôi mẹ chồng không biết đường đi luôn á. Ra nhà mình nhóc lỗ lên, nhóc cây đi. Còn nhóc canh chua nè. Cái này kêu bằng gì ta? Hà. Hà. Hồi lúc nhỏ mẹ mình, nhà ngoại mình có chồng mấy cây bạc hà. Mình kiểu bạc hà, bạc hà gì á, là mình ngứa. Bạc hà này ăn được nè. Mẹ mình không biết, mẹ mình hái vô nấu mà ba mình ăn trước. Trời ơi. Ba mình ăn trước nha, hơi là không ăn trước lắm. Nên là mình không có bị gì hết. Quá trời mệt à. Giờ mình đem trứng lên mình rửa. Mình rửa mình để kiểu giọt giòm rồi nó đem đi bán. Còn không thì để dành ăn, kiểu để dành lại chục trứng này kia để dành ăn thôi. Ở thì clip tới đây thì mình xin tạm khép lại. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị các bạn đã có hết clip. Ở nhà hay thì cho mình xin một like, được đăng ký nha. Hẹn ông bà cô chú anh chị các bạn clip sau. Xin chào.